Vâng, xin kính chào quý bà con và các bạn đang xem trên kênh YouTube Bay. Hôm nay là mình giới thiệu các bạn là món ăn là cá dứa ghe. Sau đây mình hướng dẫn các bạn là lái lõi nông của cá dứa ghe này. Đây là cá dứa quê hương mình đây, rất đẹp, mạp rất là nhiều. Sau đây mình đi lái lõi cây lõi nông cá dứa ghe này. Đây là cây dứa dẻ đây mấy bạn. Dứa này rất là cái dưới này không khó lái lắm mọi người, đơn giản thôi nhưng mà có hơi ghê thôi. Mình bàn hết ghe đây rồi mấy bọn nha. Ghe đây là chứ mình lấy cái lõ nó cho nó dễ lõ nông trong này đấy, mình đi cua nước mắt nè. Dưới nãy giờ mình cũng đạp cái thân lố qua đây, còn cái này là mình hướng dẫn các bạn lấy cái lõi nông của cái dưới này rồi nha. Cái dưới này rất đơn giản thôi bạn, lấy ghe nè, nó thấy cái lõi là lấy cái này là rất đơn giản. Đấy các bạn này, dưới này rất là cậu rất là nhiều các bạn, lõa dưới này rất là nhiều.
Đây dưới ghe của mình cũng đã lùm lá roi sạch sẽ và những cái thứ dò ra đây bọn ơi. Sau đây mình xác ra mình để mình trộn nước sôi là mình trộn nha. Đây bọn dùng vô hai lưỡi đây. Hai lưỡi này xác cho nó gì? Món ăn này là chưa trải ăn biết rồi, chưa trải là chịu luôn. Còn tuổi vua hồi xưa là phải chiến tranh, hồi xưa là đó cũng là ăn biết. Cô nó ăn nhiều không? Không gì hết, ăn được thứ hết á. Loại này gồng lấy tớt rồi ăn nè, cá chưa ăn nè, cái rồi thù đủ lấy cay nữa nè ăn nè, cái cây ngầu á, cái bông quỷ á. Công là lồn cho giới trẻ biết được cái món này phải không? Mình trộn nước sôi mấy bạn nha. Trộn cua nước sôi bạn nha. Đây mình đổ ra nước lạnh này giống nó sạch nha các bạn nha. Rồi, mình để rố là bắt đầu mình tiến hành vào trộn thôi nha. Món này là hấp dẫn lấy. Mọi thứ mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi các bạn. Đây là lõi dứa nâu, mình đã vác khô rồi các bạn nha. Đây, tép khô các bạn nha, mình đã rong qua rồi. Và chanh và rau thơm. Và nước mắm mình làm sẵn rồi các bạn. Đây là hành phi thơm. Và đậu phụng mấy bạn nha. Rau thơm nha. Mắm chua ngọt mới ngon nha các bạn. Mắm chua ngọt nữa nha. Rồi mình tiến hành bỏ tép vào. Hành phi thơm. Đấy. Món ăn này mới chất mấy bạn nha. Nhìn mới chất đấy. Mình làm ăn món ăn này là đập vào lọ đây. Rồi cho mình nước mắm vào. Mình giỏ cho vậy sẵn rồi đây. Tầm cỡ 4 muỗng muối, 4 muỗng nước mắm nha. Tùy theo người ăn thôi, người ăn lạc thì ăn lạc, người ăn mặn thì mình thêm nước mắm vào. Đấy, sau mình vắt chanh vào. Thank you.
món này phải chua ngọt mới ngon mấy bạn nha. Mới chắc được. Vô mấy bạn nha. Đốt chậm vô mấy bạn nha. Mình thấy nút nước miếng luôn á. Rồi xong mình tiến hành nhào thôi. Đây là cô mình đây, mời cô. Mời cô ăn với con cho vui. Món này con lần đầu tiên. Và cô bên đây là quá kêu ăn nhiều rồi. Nhưng mà luôn đây là ăn cố định, cố chấp. Mời cả nhà nghe, mời các bạn nha. Mời các bạn cùng ăn món này với mình nha. Tiếp. Ngon quá. Đấy, mình ăn rất là ngon mấy bạn nha. Mời cô. Món ăn này là độc nè, độc mấy bạn nha. Kênh của mình là lùm những thứ món độc ăn độc và lọ, chứ còn lùm bơ với sùm là cũng lùm mấy bạn nha. Thứ độc lọ, hiếm có. Nếu bạn cảm thấy hay á, nhớ đăng ký kênh và bấm chuông cho mình nha, để không bỏ lỡ một video nào cả nha. Thôi, mến chùa các bạn.